Vườn hoa Diên Hồng, hay còn gọi là vườn hoa Con Cóc, ở trung tâm Hà Nội đang được Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm thu thập hồ sơ, xin ý kiến các sở ngành và nhà khoa học để thiết lập phương án trùng tu hạng mục đài phun nước cùng với việc cải tạo vườn hoa. Đây là một công trình đã gắn rất lâu với người Hà Nội. Nó đặc biệt hơn nữa là nó lại đứng trước cái Bắc Bộ Phủ, là một cái địa danh nổi tiếng gắn liền với lại cách mạng Việt Nam. Nếu như mà cải tạo thì tôi cũng mong muốn là phải giữ nguyên cái hồn cách của khu vực này, đặc biệt là cái đài phun nước này. Việc cải tạo vườn hoa này nằm trong phương án nghiên cứu của một công ty tư vấn Pháp nhằm phát triển các không gian xanh trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, kết hợp mở rộng không gian cho người đi bộ, tôn vinh những công trình kiến trúc có giá trị. Vườn hoa này là công trình có từ năm 1901. Cho đến nay, sau hơn 120 năm tồn tại, đài phun nước vẫn giữ được những nét đẹp xưa và được xem là đài phun nước cổ nhất ở Hà Nội.